hư tin đồn Song Hye-kyo đang hẹn hò đàn em kém 16 tuổi. Diễn viên Song Hye-kyo, 42 tuổi, bị đồn đang hẹn hò diễn viên đàn em kém 16 tuổi, Cha Eun-woo. Thông tin ban đầu xuất hiện trên kênh YouTube Talk News, sau đó lan truyền rộng rãi, khiến tên Song Hye-kyo, Cha Eun-woo thành cụm từ hot trên các trang tìm kiếm Hoa Hàn. Theo nguồn tin, Song Hye-kyo đã yêu Cha Eun-woo ngay từ cái nhìn đầu tiên, cả hai đã có cuộc gặp gỡ bí mật trong xe hơi suốt 2 giờ đồng hồ. Nguồn tin cho biết, Song Hye-kyo đã đến trường quay Island, nơi Cha Eun-woo đang đóng phim để thăm anh. Hai người lên xe gặp gỡ, nhiều nhân viên trong đoàn phim đều biết. Nguồn tin còn viết, mẫu người lý tưởng của Cha Eun-woo là một người phụ nữ lớn tuổi hơn, có thể thấu hiểu anh và đem lại cảm giác ấm áp. Hiện tại, thông tin được cho là không có cơ sở. Tuy nhiên, nhiều khán giả nói nếu Song Hye-kyo yêu người kém tuổi cũng là chuyện bình thường. Diễn viên có gương mặt đẹp, trẻ trung hơn rất nhiều so với tuổi thật. Cô cũng có tình sử chỉ thích trai trẻ. Chồng cũ của cô, Song Joong-ki, kém cô 4 tuổi. Nhiều khán giả còn chỉ ra Song Joong-ki và Cha Eun-woo có nhiều điểm chung. Đẹp trai, da trắng, là sinh viên ưu tú của Đại học Song Kyung-kwan. Thậm chí, tờ Spark Khan còn cho biết Song Hye-kyo đã chia tay Jang Ki-yong cách đây không lâu. Cô ấy nghe tin chồng cũ Song Joong-ki có bạn gái nên bắt đầu tìm kiếm đối tượng hẹn hò mới. Điều đó đã khiến cho Song Hye-kyo rung động trước Cha Eun-woo. Trước ồn ào, Song Hye-kyo không lên tiếng. Phim mới của cô, The Crawley, hiện thành công vang dội trên nền tảng Netflix, được khán giả tung hoa về diễn xuất của diễn viên chính lẫn nội dung. Tuy nhiên, đến ngày 5 tháng 1, Sina đã đưa tin truyền thông Hàn Quốc khẳng định tin đồn Song Hye-kyo và Mỹ Nam kém 16 tuổi Cha Eun-woo lan truyền trên mạng xã hội những ngày qua là giả mạo. Những năm gần đây, số lượng tin tức giả mạo về việc các nghệ sĩ giải trí và người nổi tiếng ngày càng gia tăng mạnh mẽ và mức độ nghiêm trọng của thực trạng này đã được xác nhận. Cùng với đó, cộng đồng mạng đề xuất các kênh YouTube cũng nên được đưa vào danh sách đối tượng kiểm soát nghiêm ngặt của các nhà chức trách liên quan tới truyền thông. Kể từ khi ly hôn với Song Joong-ki vào năm 2019, Song Hye-kyo vẫn duy trì tình trạng độc thân, dù chồng cũ đang hạnh phúc bên tình mới ngoại quốc. Tuy vậy, cô nhiều lần bị đồn thổi nảy sinh tình cảm với đồng nghiệp. Trước đó, lúc đứt cánh hôn nhân, dù Song Joong-ki tuyên bố nguyên nhân là do khác biệt trong tính cách, mạng xã hội vẫn xuất hiện tin đồn tài tử Vincenzo quyết định chia tay vợ cũ do cô ngoại tình với đàn em kém 12 tuổi Park Bo-gum khi đóng chung bộ phim Encounter năm 2019.